hello đã quay trở lại rồi đây trong video clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm mới đó là function và feature function mình tạm dịch là chức năng feature mình tạm dịch là tính năng tip của video clip này đó là làm gì cũng vậy luôn cần phải xác định được yếu tố cốt lõi thì trong quá trình các bạn làm function và feature, đây là những cái chức năng và tính năng trên hệ thống và chúng ta phải xác định rõ ràng được cái yếu tố cốt lõi đó là cái core function để xác định được cái cấu trúc chính của cái sản phẩm là cái gì. Các cái thông tin, các cái chức năng tính năng khác nó được xoay quanh cái cốt lõi đó và cũng như là về các bạn về quản trị cơ sở dữ liệu. Chúng ta phải xác định rõ cái yếu tố cốt lõi thì chúng ta mới có thể làm cái sản phẩm của chúng ta một cách đầy đủ và trọn vẹn được. Quay lại, thì uh, function, feature là cái gì? Function, chúng ta sẽ nói về what system do. Còn feature sẽ là tool to satisfy the function. Nói tới function, thì chúng ta sẽ nói tới what system do. Thì cái này các bạn thấy tương tự cái functional requirement. Người dùng, khách hàng, người ta muốn cái sản phẩm nó có cái gì, ra sao. Thì function nó cũng tương tự như vậy. tương Nhưng nó không nói về cái thế giới thật, nó không nói về nghiệp vụ, mà nó nói về cái hệ thống cái hệ thống nó có cái gì cái hệ thống nó làm cái chuyện gì nó hỗ nó thỏa mãn cái gì thì nó là function còn feature nó là những cái công cụ hỗ trợ cái công cụ để hoàn thành cái cái chức năng đó chúng ta cùng phân biệt hai cái khái niệm này đây là một hai cái khái niệm mà thật sự là cũng khá là khó để phân biệt và thật ra trong thực tế làm việc các các ba giàu kinh nghiệm chăng nữa nhiều khi cũng rất là cãi nhau về cái chuyện này Nói tới function, với tới feature Thì nói tới function, chúng ta thường nói tới goal, objective Accomplished by a product or service Thì cái này các bạn thấy nó tương tự như user story Nó tương tự như use case đúng không ạ? Thì các bạn thấy là function nó nói về những cái sản phẩm Nó nói về những cái mà sản phẩm làm được Còn feature nó là những cái công cụ để mà giúp cho chúng ta hoàn thành cái function đó thì ở đây các bạn thấy là nói tới function chúng ta thường nói tới những cái task những cái activity ví dụ như là nói tới ví điện tử thì những cái activity ví dụ như là thanh toán những cái use case như cái thanh toán thì những cái thanh toán đó là function còn feature chúng ta thấy là cửa rồi nút rồi menu thì quay lại đối với thanh toán đi À, đối với thanh toán những thức điện tử đi, thì các bạn thấy là feature chúng ta sẽ nói tới những cái ví dụ như là camera ví dụ như là chúng ta nói tới việc là chúng ta quét qr code chúng ta nói tới là chúng ta sử dụng những cái thẻ để mà hoàn thành để mà thỏa mãn những cái công cụ những cái phương tiện để mà hoàn thành cái cái niệm về mặt thanh toán thì à, các bạn thấy là khi mà chúng ta lên cái à, chức năng của một cái hệ thống thì chúng ta nói tới phi function đúng không ạ còn nó tới feature thì chúng ta thường nói tới những cái công cụ ví dụ như công cụ như là bàn phím ví dụ như là camera ví dụ như là những cái công cụ những cái tiện ích thế thì đây là khi mà các bạn học cái bài này rồi các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải rất là phân biệt rõ ràng với hai khái niệm bình thường đó, chúng ta hay kêu là cái gì chúng ta kêu tính năng của hệ thống tính năng của cái này kia không đã nắm bài này rồi thì các bạn thấy chúng ta phải dùng từ ngữ một cách phụ cụ thể rõ ràng hơn lúc nào là function lúc nào là feature một uh, chức năng nó có thể có rất nhiều tính năng. Đúng không ạ? À? Ví dụ như là các bạn thấy hồi nãy ví điện tử đi thì những cái công cụ ví dụ như là QR code ví dụ như là thẻ ví dụ như là để mà chúng ta nhập liệu thông tin thanh toán thì chúng ta phải có cái camera thì chúng ta phải có cái keyboard ví dụ như vậy thì những cái đó nó mang tính là những cái công cụ một feature có thể ở rất là nhiều function các bạn thấy giống như là camera đi cái công cụ là camera cái tool là camera thì các bạn thấy nó có thể sử dụng ở rất là nhiều cái chức năng khác nhau trong một cái sản phẩm phần mềm thì làm sao để trình bày chức năng thì đối với các cái trình bày chức năng á, thì chúng ta hay dùng gọi là function list và các bạn có thể list theo kiểu là Excel lấy Excel ra bạn list ra list theo dạng tàu dòng word ví như vậy à, tuy nhiên thì mình thường sử dụng một cái công cụ đó là cái hệ à, cái sơ đồ phân tầng cái sơ đồ hierarchy chart ở à, đây là một cái sơ đồ thật sự mình rất là yêu thích cái lý do mình yêu thích đó là nó đơn giản nó dễ hiểu nó phổ thông mình đã nói ở các bạn ở những bài liên quan tới tới uh, các cái uh, cách mà chúng ta sử dụng kỹ năng giao tiếp. Chúng ta phải dùng những cái ngôn ngữ những cái từ ngữ rất là phổ thông để mà chúng ta có thể trình bày cho tất cả các đối tượng người ta đều hiểu hết, người ta nắm rõ hết. Uh, chứ các bạn uh, làm về BA các bạn đừng có ham hố dùng những cái công cụ diagram hay gì đó thể hiện cái sự nguy hiểm. Uh, Thật sự làm như vậy các bạn sẽ tự bắn vào chân mình. Quan trọng nhất đó, đó là khách hàng người ta thỏa mãn được quan trọng nhất là khách hàng người ta còn phơm được nhu cầu chứ không phải là quan trọng nhất là các bạn thể hiện quan trọng nhất là các bạn đưa dép này dép kia người ta làm đâu không phải dép người ta chỉ làm dựa trên mô tả của các bạn thôi còn quan trọng là các bạn phải làm đúng cái yêu cầu của khách hàng cái đã thì cái đó các bạn mới làm bi giỏi chứ quay lại cái vấn đề thì ở đây là một cái sơ đồ mà thực sự là các bạn sẽ thấy là uh, rất là thông dụng rất là phổ thông mà ai cũng thể hiểu được ở đây các bạn nhìn cái sơ đồ này các bạn thể thấy là ở đây các bạn tưởng chừng như đây là một cái cơ cấu tổ chức của một công ty nhưng không các bạn có thể hiểu đây là một cái sơ đồ chức năng của một hệ thống erp chúng ta sẽ xác định các thực thể nè, xác định các chức năng chính, các chức năng phụ để mà chúng ta vẽ vời cái diagram này thôi. Cái diagram này không hề khó vẽ mà chúng ta chỉ cần xác định rõ dựa trên cái gì? Chúng ta dựa trên user story, chúng ta dựa trên use case mà chúng ta đã phân tích ở các phần trước để mà chúng ta định hình được là trong một cái hệ thống, trong một cái hệ thống phần mềm, trong một cái hệ thống uh, app, web hay là một cái sản phẩm nói chung thì chúng ta sẽ có những chức năng gì? Chức năng gì, các nhóm chức năng gì, các nhóm chức năng chính với chức năng phụ chi tiết chi tiết ra từ tổng quan tới chi tiết ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể dùng những phương thức excel để mà chúng ta có thể trình bày à, thì chúng ta có thể sử dụng là epic chúng ta sử dụng cái user story để mà chúng ta định hình được cái chức năng chính năng một cách rõ ràng thì đây là một cái dạng mà chúng ta gọi là uh, user, user story approach à, hoặc là chúng ta có thể dựa trên cái chúng ta dựa trên góc độ là chúng ta có thể trình bày là main function sub function detail function chúng ta có rất là nhiều dạng trình bày function list ở à, trong một video clip sắp tới thì mình sẽ trình bày cho các bạn các cái phương thức làm dự án các cái phương thức phân tích tiếp cận từ cái hàng cái thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn và áp dụng cho những cái này một cách cụ thể rõ ràng hơn rồi tiếp theo thì các bạn thấy là feature list Thì một function có thể có nhiều feature Một feature có thể nằm với nhiều function Thì để trình bày cái yếu tố đó Chúng ta sẽ sử dụng một cái matrix Một cái ma trận để mà chúng ta xác định rõ là Công cụ nào sẽ bỏ vào function nào Công cụ nào sẽ bỏ vào function kia Công cụ nào sẽ bỏ vào function nọ Vân vân Thì chúng ta sẽ dùng một cái feature list Theo dạng matrix để mà chúng ta phân bổ những cái này À, ngoài ra thì các bạn thấy chúng ta sẽ còn một khái niệm khác gọi là size map thì uh, size map thì chúng ta có thể có trình bày cũng rất là nhiều dạng size map chúng ta có thể trình bày size map theo dạng là những cái uh, list theo dạng excel từng group từng group nhỏ hoặc là các bạn có thể trình bày theo dạng my map như các bạn nhìn trên màn hình à, thì uh, các bạn thấy là khi mà chúng ta thực hiện size map đó là cái gì thì các bạn thấy những cái function những cái feature nó đều mang một cách rất là rời rạc thì làm sao chúng ta map nó lại làm sao để chúng ta kết nối nó lại chúng ta thứ tự nó lại đường đi như lại một cái map một cái bản đồ thì các bạn thấy giống như là activity diagram thôi activity diagram thì nó là một cái có thể hiểu giống như là một cái map nó các cái activity nó các use case nó các activity của use case lại một cái sơ map nó sẽ nối các cái function nối các nối các cái feature lại tạo thành một cái uh, sơ đồ đường đi một cái sự kết nối một cái sự liên kết một cái rõ ràng một cái sự phối hợp qua lại với nhau tại vì thông qua video clip này mình muốn nói về cái khái niệm function feature là làm cái gì tại vì tất cả mọi sản phẩm phần mềm một sản phẩm phần mềm nó riêng một sản phẩm phần mềm nói chung tất cả đều sẽ có các chức năng tính năng của nó và cái mục tiêu cuối cùng của một cái người làm BA, một cái người làm ITBA khi mà lên sản phẩm nó cũng chỉ là để xác định rõ những cái chức năng những cái tính năng trên một cái hệ thống nó có cái gì mà thôi còn lại thì nếu như cần thiết thì các bạn sẽ mô tả chi tiết hơn function feature để là lên được cái cấu trúc thì từ cái phân function feature cái cấu trúc đó thì các bạn sẽ có thể dễ dàng làm về giao diện làm về trải nghiệm làm sao cho người dùng à, hy vọng sẽ giúp được các bạn hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công